Diễm mến chào tái ngộ quý vị và các bạn nghe. Lời đầu tiên cho Diễm gửi lời chúc sức khỏe và lời chào bình an đến tất cả quý vị. Thì trong cái video ngắn ngày hôm nay, Diễm chia sẻ cái kinh nghiệm của mình renew passport Việt Nam tại Mỹ. Trong vòng 2 ngày thôi là lãnh sự quán người ta giao tận giường luôn. Hồi hổm Diễm về Việt Nam, Diễm cần renew. Muốn renew được passport Việt Nam thì phải có căn cước công dân. Mà muốn làm được căn cước công dân thì phải có mã định danh từ ủy ban xã. Thì cái mã định danh của Diễm làm sai nơi sinh. Nơi sinh của Diễm và nơi sinh của Thảo đảo lộn với nhau. Và Diễm đem về, Diễm về Việt Nam thì Diễm chỉ đem cái khai sinh bản phụ về thôi, không có đem cái bản gốc về. Nên người ta không có chịu sửa. Nói chung là về Việt Nam hai tăng rồi mà làm chưa được cái hộ chiếu Việt Nam. Lúc đó là Diễm không có biết là, Diễm biết là làm hộ chiếu ở Mỹ được, nhưng mà tại cái hộ chiếu của mình hết hạn mười mấy năm rồi, 16 năm rồi, nên không biết là có renew được hay không. Xong rồi sau này Diễm mới biết là renew được. Thì cái chị này nè, cái chị Hoàng này nó chỉ giúp mình chỉ cần gieo tiền cho chị 140. Diễm gieo tiền hôm trưa thứ hai, thì trưa thứ tư là FedEx gửi chuyển phát nhanh đó, người ta giao là mình gieo cho chị 140, hình chụp cho chị cái hình cái passport đã hết hạn và cái passport Mỹ hiện tại, rồi gửi cho chị một cái tấm hình thẻ phong sáng. Vậy là xong thôi, là tới trưa thứ tư là chỉ là người ta giao tới nhà luôn, khỏi phải về Việt Nam rồi chạy ngược chạy xuôi đủ điều. Nếu mà quý vị nào mà cần renew thẻ xanh, không phải thẻ xanh, passport Việt Nam tại Mỹ nhanh gọn lẹ, thì đây là kinh nghiệm Diễm chia sẻ ở cái thông tin liên lạc với cái chị đó ở trên cái video này. Rồi hy vọng là quý vị không phải giống như Diễm chạy ngược chạy xuôi. Rồi cảm ơn quý vị đã xem cái video ngắn này nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video lần tới.